Xin chào mọi người đang xem kênh của Sài Gòn Đo. Video ngày hôm nay sẽ là một video lắp cửa mẫu tại showroom Bình Dương. Và cửa mẫu của ngày hôm nay sẽ là cửa gỗ carbon. Cửa gỗ carbon luôn là lựa chọn thông minh của khách hàng với những ưu điểm như là độ bền cao, chống cong vênh, co ngót, cách âm, cách nhiệt tốt, mẫu mã đa dạng, đặc biệt là chống mối mọt vì tấm nhựa carbon giúp ngăn chặn mối mọt ăn vào cửa, dễ dàng lau chùi và vệ sinh cửa. Bây giờ bước vào quy trình, đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra cửa, ô chờ, vật liệu và phụ kiện trước khi thi công. Tiếp tục lắp ghép khung bao. Cố định khung bao vào ô chờ. Cố định bản lề vào khung bao cửa. Tiếp tục cố định cánh cửa vào bản lề. Cân chỉnh cửa lại cho đều. Bây giờ sang bước bơm keo foam để tràn kín độ hở khung bao và tường. Trong thời gian đợi keo khô, thợ sẽ lắp đặt khóa cửa. Tiếp tục cố định yếm khóa. Cố định nẹp tre. Bắn keo silicon. Cuối cùng là dọn dẹp vệ sinh và bàn giao cửa.